Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa thì lời Chúa luôn luôn nói cho chúng ta. Là sống và lĩnh nghiệm. Amen. Là thần linh và sự sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Không có lời của Chúa thì chúng ta không thể biết được Chúa Giêsu phục sinh. Ngài đã chết tha cho chúng ta như thế nào. Nhưng mà qua lời của Chúa và qua sự hơi của Đức Thánh Linh, chúng ta nhìn thấy được Chúa Giêsu chúng ta đã chết, đã sống lại cho chúng ta. Rất ý nghĩa cái cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời chúng ta ngày hôm nay sống trong sự tự do, trong thánh linh của chúng ta. Amen. Chúng ta biết Khải Huyền đoạn 1 câu số 4 thì câu số 4 nói rằng: tôi là dân kính gửi bảy hồn thánh tại Thiệu Á, cầu chúc anh chị em hưởng được ân sủng và bình an từ đấng hiện có, đã có và sẽ đến, và từ bảy linh trước ngay Ngài, và từ Chúa Cứu Thế Giêsu là nhân chứng thành tín, đấng phục sinh đầu tiên từ những kẻ chết, và là chủ thể của các vua khắp thế giới. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và lập chúng ta thành một vương quốc và thành của các thầy tế lễ, phục vụ Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Nguyện Chúa Cứu Thế Giêsu được vinh quang và năng lực đời đời. Amen. Và tiếp tục từ câu số 13. Và giữa các giá đèn có ai giống như con người, mặc áo dài chấm chân, thắt đai vàng ngang ngực, đầu và tóc ngài trắng như lông chiên, trắng tựa tuyết, mắt ngài sáng rực như ngọn lửa, hai chân ngài bóng loáng như đồng luyện trong lò, và tiếng ngài như tiếng nhiều dòng thác, tay phải ngài cầm bảy ngôi sao và một thanh gươm hai lưỡi sắc bén đi ra từ miệng ngài, mặt ngài như mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Khi thấy ngài, tôi ngã nhào xuống chân ngài như đã chết, nhưng ngài đặt tay phải trên tôi và bảo: con đừng sợ, ta là đầu tiên và cuối cùng, là đấng hằng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Con đừng sợ, ta là đầu tiên và cuối cùng, là đấng hằng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, chỉ có Ngài là đấng dẫn chúng con vào lẽ thật, vì chính Chúa Cứu Thế Giêsu chúng con. Ngài đã chết và Ngài sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Xin Chúa cho chúng con hiểu biết được chính Chúa Giêsu. Ngài giáng sinh, Ngài sống trên đất, Ngài thi hành chức vụ, và Ngài chịu thống khổ, chịu chết trên thập tự giá, và Ngài đã sống lại. Bây giờ Ngài đã sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, và Ngài trao lại quyền cho chúng con. Chúng con có quyền làm con của Đức Chúa Trời, có quyền trên Satan, chúng con có quyền trên bệnh tật, trên tội lỗi, và chúng con có quyền làm con của Đức Chúa Trời được sức giàu bằng thánh linh của quyền năng, để chúng con trở thành những con người rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời, rao giảng phúc âm về Chúa Cứu Thế Giêsu, hầu cho thế giới này được cứu qua hội thánh của Ngài. Còn cảm ơn Chúa, xin Chúa cho hội thánh của Chúa biết rõ ràng Chúa Giêsu chúng con đã chết và Ngài đã sống lại. Ngài thắng quyền âm phủ rồi, và quyền âm phủ đã bị trút phế rồi, quyền của Satan đã bị trút phế rồi, và chúng con không còn sợ hãi gì nữa. Chúng con trên quyền của Satan rồi, và chúng con thực thi cái quyền đó chính đời sống của chúng con, để
đem cái sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng con, và nhiều cuộc đời được biến đổi, nhiều cuộc đời thay đổi, nhiều người được chữa lành, được giải cứu ra khỏi quyền lực của Satan. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ trong thể này trong tay Chúa và tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì mỗi khi mừng Chúa phục sinh thì chúng ta ôn lại Chúa Giêsu chúng ta đã chết và Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại. Và chúng ta hưởng rất nhiều điều tuyệt vời vô cùng khi Ngài đã chết thay cho chúng ta và đã sống lại cho chúng ta. Amen. Và chúng ta không những là chúng ta nhận lãnh tất cả mọi phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, không phải ngồi đó để nhận lãnh mà thôi, nhưng mà chúng ta phải thực thi cái quyền làm con của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta phải bước một bước cao hơn. Amen. Một bước cao hơn là chúng ta phải là những con người mà Hebrew đoạn 6 nói rằng là bỏ qua, phải bỏ qua những việc sơ học của tin lành về Chúa Cứu Thế Giêsu để chúng ta tiến đến bậc trưởng thành. Amen. À, chúng ta không còn ngồi đó để hưởng tất cả những gì về sơ học của Chúa Cứu Thế Giêsu nữa, nhưng mà chúng ta đã nhận lãnh rồi, bây giờ chúng ta là những người thì ra để đem sự nhận lãnh đó cho nhiều người khác nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng hằng sống. Ngài nói rằng ta đã chết kìa, ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúng ta biết rõ Chúa Giêsu là đấng hằng sống. Ngài đã sống lại rồi, Ngài hằng sống. Amen. Ngài sống đời đời. Amen. Và tiếng lành dân số 1 thì nói rằng là Ngài là nguồn của sự sống. Amen. Ngài là nguồn của sự sống. Qua đoạn 5 của dân thì chúng ta biết câu 24 nói rằng là ai tin ta, nghe lời ta, tin đấng sai ta thì được sự sống đời đời. Amen. Vượt ra khỏi sự chết mà vào sự sống. Amen. Và qua dân đoạn 10 thì Chúa nói rằng là các trộm đến cướp giết và hủy diệt, còn ta đến thì sao? Chuyện có sự sống mà sự sống sung mãn. Amen. Trong Ngài có sự sống. Amen. Ngài, trong Ngài chúng ta có sự sống đời đời vì Ngài chính là nguồn sống. Amen. Và qua Ngài chúng ta được sống và sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy được rằng là Ngài là đấng hằng sống. Và Ngài nói rằng kìa, ta đã chết. Ta đã chết. Như vậy thì chúng ta thấy được Ngài là đấng hằng sống, Ngài là nguồn sự sống, Ngài ban sự sống cho những người nào tin Ngài để những người ấy được sự sống đời đời. Amen. Nhưng mà Ngài nói là ta đã chết. Đấng hằng sống nhưng mà Ngài đã chết. Amen. Có nghĩa là Ngài không thể chết đời đời, nhưng mà Ngài chết đó là chết vì tội lỗi chúng ta. Amen. Bởi vì Ngài là đấng hằng sống, Ngài không thể chết. Nhưng mà khi Ngài trở thành con người, rồi Ngài chết trong vòng 3 ngày, rồi Ngài sống lại thôi, chứ không phải là Ngài chết như những con người tội lỗi của thế giới này. Amen. Amen. Bởi vì Ngài là đấng hằng sống. Amen. Amen. Ngài chết, Ngài nói ta đã chết, có nghĩa là Ngài chết thật. Ngài chết có 3 ngày sau thôi, rồi Ngài sống lại. Amen. Amen. Và qua sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta biết được rằng là chúng ta được báp têm trong sự chết của Ngài. Amen. Phải vậy không? Roma đoạn 6 câu 3 nói rằng là khi Ngài chết trên thập tự giá thì chúng ta được báp têm trong sự chết của Chúa. Báp têm trong sự chết của Chúa có nghĩa là Giêsu chết trên thập tự giá thì chúng ta cũng ở trong lòng của Chúa Giêsu. Amen. Và chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu rồi.
Dù lúc đó chúng ta chưa sinh ra, dù lúc đó chúng ta chưa có cái gì cả, nhưng mà với tâm trí của Đức Chúa Trời, với ý tưởng của Đức Chúa Trời, với chương trình hoạt động của Đức Chúa Trời, là khi Ngài chết trên thập tự giá thì con người tội lỗi của chúng ta cũng cùng chết với Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi. Amen. Và khi chúng ta làm phép báp têm bằng nước là xác chứng chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu và đồng chôn với Chúa Giêsu và đồng sống lại với Chúa Giêsu. Amen. Và Kinh Thánh ghi rằng là câu số 5 của đoạn 6 Roma để nói rằng là nếu chúng ta coi như kết nối kết hợp với sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta mới kết hợp với sự sống lại của Chúa Giêsu. Amen. Có nghĩa là chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới cùng sống lại với Chúa Giêsu được. Nếu chúng ta không cùng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể cùng sống lại với Chúa Giêsu được. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của con người, sống trong chết trong sự đau đớn, chết trong tủi nhục. Nhưng mà Ngài sống lại là vinh quang. Amen. Ngài sống lại là vinh quang. Nên cái đời sống cũ của chúng ta, đời sống tội lỗi của chúng ta đã chết rồi. Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Amen. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta thật sự đã chết trong tội lỗi. Bây giờ cái phần cái thân xác của chúng ta, những cái điều mà trong chi thể, trong thân thể của chúng ta đã chết đó, thì bây giờ chúng ta cùng chết luôn với Chúa Giêsu đi. Amen. Chúng ta kết nối với sự chết của Chúa Giêsu. Nếu anh chị em không chịu chết thì Chúa cũng có cách để cho anh chị em chết. Amen. Có nhiều lúc chúng ta rất là khó chịu, có nhiều lúc chúng ta bứt tốc, khó chịu và chúng ta giận dữ và chúng ta cay đắng, chúng ta buồn phiền, hay là chúng ta rất là hận thù những con người gây cho chúng ta sự tổn thương. Nhưng mà Chúa nói rằng là hãy đóng đinh nó lên thập tự giá. Amen. Nếu một người chết thật sự thì không có phản ứng gì hết. Luôn luôn phạm điều gì cũng tạ ơn Chúa. Amen. Khi tôi cùng chết với Chúa Giêsu thì tôi thấy nó phước hạnh vô cùng, nó tự do, nó sung sướng vô cùng và không còn cái bị tổn thương, cũng không còn giận dữ, không còn cái sống trong xác thịt đó nữa, rất là khỏe, không còn phải tối nằm suy nghĩ nữa. Có nhiều người mà bị tổn thương, bị đau đớn, tối không ngủ được, mất sức, rồi cuối cùng rồi bệnh tật nó có thể xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chết. Amen. Thì chúng ta hãy chết với Chúa Giêsu. Amen. Mà khi chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta phải xử những gì thuộc về xác thịt của chúng ta đó. Buồn giận cay đắng bất bình bày đắng dâm gỗ say sưa mê ăn uống và tất cả những gì mà thuộc về cái con người xác thịt cũ kỹ đó, nếu chúng ta không kết nối với sự chết với Chúa Giêsu, không cùng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể cùng sống lại với Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại chưa? Rất siêu nhiệm. Amen. Khi Ngài sống lại thì Ngài có thể vào nhà chúng ta khi chúng ta đóng cửa. Amen. Ngài có thể ẩn, Ngài có thể hiện rất là siêu nhiên. Sự sống lại là sự sống siêu nhiên, sự sống lại là sự sống thiêng liêng. Và Chúa Giêsu sống lại là trái đầu mùa cho những người chết. Amen. Ngày hôm nay chúng ta được sống lại chưa? Chúa Giêsu đã sống lại. Trong Ma-thi-ơ là khi Ngài sống lại thì các mồ mả của các thánh đồ đã tin nhận Đức Chúa Trời là người công chính của Đức Chúa Trời được sống lại trước hết và họ bước vào thần thánh. Amen. Họ bước vào thần thánh. Đó là sự sống lại của quá khứ. Khi Chúa Giêsu sống lại thì những người trong Chúa đã được sống lại rồi. Và những con người còn sống thì sống lại. Dù chúng ta đang sống trong thân xác này, nhưng mà cái xác, cái thân xác hay chết đó, cái thân xác
tội lỗi, cái xác thịt đó đã chết với Chúa Giêsu và được sống lại. Amen. Bây giờ chúng ta sống là sống một con người tái sanh thật sự, một con người mới chứ không phải là một con người cũ kỹ ngày xưa nữa. Đụng cái là buồn, đụng cái là tự ái, đụng cái là bắt lỗi người khác. Sống như vậy nó khổ lắm anh chị em ơi. Phải không ạ? Khổ không? Tốn cổ không được, giận lắm. Và tìm đủ một cách để sao trả thù. Sao nói lại một câu cho nó, búa cho nó một búa cho nó biết. Phải không? Nhưng mà một người chết thì chúng ta không hận thù nữa, không có trả thù nữa. Người chết thì chúng ta không có phản ứng đối với những con người học vào học của chúng ta. Những con người mà làm cho chúng ta tổn thương, chúng ta mặc áo giáp đi, không có tổn thương gì hết. Amen. Amen. Chúa trang bị chúng ta áo giáp rồi phải không? Nên Kinh Thánh ghi rằng là Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta vào trong vinh quang thì Ngài khiến đấng tác giả của sự cứu rỗi hoàn hảo trong sự thống khổ. Có nghĩa là trên thập tự giá Chúa Giêsu đổ mã gai để gánh lấy sự rủa xả của chúng ta. Những lần roi lần đòn của Ngài gánh lấy bệnh tật của chúng ta, giáo tinh của Ngài, giáo đông hông của Ngài, tất cả quyết đổ ra gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Nên Ngài tuyên bố là xong rồi, mọi sự đã được trọn rồi, và Ngài đã gánh trọn cho chúng ta rồi. Tất cả những gì của con người cũ tội lỗi của sự hai chết, Chúa Giêsu gánh thay cho chúng ta rồi, và huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Chúng ta không kết hiệp với sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta không thể nào kết hiệp với sự sống lại của Chúa Giêsu. Không đồng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể đồng sống lại với Chúa Giêsu được. Amen. Bây giờ chúng ta sẵn sàng đồng chết với Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu đã chết rồi và chúng ta đã được bắt tên trong sự chết của Ngài rồi. Và Kinh Thánh đi rằng là con người cũ chúng ta đã được đóng đinh với Chúa Giêsu đến trên thập tự giá rồi, và con người cũ đó không còn nữa. Ai chết thì thoát khỏi tội lỗi. Amen. Còn ai không chịu chết thì không thoát khỏi tội lỗi đâu. Amen. Amen. Ai không chịu chết thì không thể thoát khỏi tội lỗi đâu. Mà nếu ai không chịu chết với Chúa Giêsu thì cũng không thể nào sống lại với Chúa Giêsu. Mà có người sống lại thì sao? Rất quyền năng. Amen. Có người sống lại đó có là con người rất quyền năng. Có người sống lại đó là con người mới, một con người đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, một con người đồng hành với Đức Thánh Linh đấng hay còn phép lạ. Như vậy thì khi chúng ta chết với Chúa Giêsu, chúng ta sống lại với Chúa Giêsu, thì con người sống lại với Chúa Giêsu đây là một cái con người rất siêu nhiên. Amen. Tại sao chúng ta có thể đặt tay lên cái đa với đau sợ là? Tại sao chúng ta có thể dùng lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ người khác và biến đổi cuộc đời của người khác? Tại sao ngày hôm nay chúng ta được biết đổi? Tại sao ngày hôm nay chúng ta bỏ rượu, bỏ thuốc lá? Tại sao chúng ta không còn thờ hình tượng cấm nữa, không thần còn thờ người chết nữa, mà thờ đất sống? Bởi vì lời của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta xác nhận rằng chúng ta là một người đã chết một con người cũ rồi, đã ra bỏ sự chết rồi. Ai nghe lời ta và tin đấng sai ta thì được sự sống vĩnh phúc. Amen. Vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Amen. Bây giờ chúng ta đang ở trong sự sống. Mà nếu chúng ta ghi mai trong tội lỗi, chúng ta đang ở trong sự chết. Amen. Hãy sống lại. Hãy nói người bên cạnh là bạn đã được sống lại rồi. Hãy sống trong sự sống lại của Chúa Giêsu. Sự sống phục sinh của Chúa Giêsu ở trong bạn á. Amen. Và chúng ta khiến chúng ta sống lại. Roma đoạn 8 câu 11 rằng là Thánh Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Amen. Đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại đó ở trong anh chị em. Đó
đó sẽ làm cho thân thể hai chết của chị em sống lại. Tất cả những gì hai chết, tất cả những gì công việc chết mà chúng ta đã làm ngày xưa của tội lỗi, bây giờ nó được sống lại rồi, không còn ở trong sự hai chết nữa. Amen. Không còn ở trong sự chết nữa, để chúng ta hoàn toàn ở trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu chúng ta sống đời đời. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng hàng sống. Ngài đã chết và sống lại cho chúng ta. Trong quá khứ, nhiều người đã sống lại khi Chúa Giê-xu sống lại. Ngay hiện tại, nhiều người đã được sống lại vì Chúa Giê-xu đã sống lại. Và chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã được sống lại thật sự. Nhiều người được sống lại có nghĩa là bệnh tật nó biến đi hết. Phải vậy không? Những cái cuộc đời của anh chị em chúng ta là những người tệ nạn xã hội, những cuộc đời của Lê Minh Phương tại đảng nhà nước đưa về để hậu sự, để hậu sự có nghĩa là sắp chết rồi, bệnh viện đưa về rồi, có người còn da bọc xương thôi, nhưng mà anh chị em của mình đã kinh nghiệm cái sự sống lại của Chúa Giê-xu. Thì anh chị em tới nhà và mời anh Phương vào trung tâm của hội thánh. Anh ta quyết định đi, nhưng mà anh nói rằng đi vào miền Nam chết đỡ nhục cho miền Bắc nhục nhã quá, nên anh vào trung tâm của một sư hội. Bởi vì anh quậy quá, tơi bời ngoài Hà Nội, nên bây giờ chết Hà Nội nhục nhã, bây giờ vào trong miền Nam là chết trong miền Nam đỡ nhục hơn. Nhưng mà thật sự anh ta không phải vào để chết, nhưng mà vào để sống. Amen. Bởi vì trong hội thánh của Chúa là hội thánh sống. Amen. Một hội thánh sống thật sự, Thánh Linh của Chúa cai trị, Thánh Linh của Chúa lãnh đạo, và dòng sông của Đức Thánh Linh tuôn tràn trong hội thánh của Chúa. Và anh đã vào đó mấy ngày thì anh cảm thấy rằng đói bụng. Bởi vì bao tử gì nó cũng hư hết rồi, chân nó cũng hư hết rồi, nó tắc mặt rồi, nó khô rồi, nhưng mà bắt đầu đói bụng và thấy ăn ngon, tiêu hóa tốt. Ôi cảm ơn Chúa, bao tử con được chữa lành rồi. Rồi anh nói là Chúa còn cái chân của con nó bị khô rồi, bác sĩ yêu tháo mà tháo mất 300 triệu của thời kỳ bấy giờ, nhưng mà chết sắp chết rồi tháo làm gì. Nhưng bây giờ Chúa ơi, Chúa chữa lành bao tử con, Ngài cũng chữa lành được cái chân của con, và anh ta đã được chữa lành cái chân. Bây giờ chúng ta thấy lên phương tiện tuyệt vời đó mà. Vô cùng tuyệt vời, vô cùng. Và có vợ hai con nữa, dù là HIV kỳ cuối, nhưng mà bây giờ có vợ hai con, vợ hai con nó không có HIV gì hết. Đó là sự sống tăng ơn sự chết. Amen. Sự sống tăng ơn sự chết. Nhiều cuộc đời đã được sống lại. Chúng ta hãy suy gẫm cái chỗ này. Chúng ta thật sự đã được sống lại rồi. Amen. Nên chúng ta được chữa lành, chúng ta đã được sống lại rồi. Và chúng ta đã được thanh hóa, đẩy sạch tất cả những gì hai chết cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta được sống lại rồi. Chúng ta nhớ được cái câu người ta thường nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi chúng ta ở trong sự chết dưới sự lãnh đạo của Satan thì chúng ta làm cái gì nó cũng chết hết ra. Cái sự chết nó thấm vào trong người của chúng ta, trong xương, trong tốt của chúng ta. Chúng ta làm bất cứ điều gì cũng ở trong sự chết, chắc có chút sự sống nào ở trong đó. Amen. Nhưng mà chúng ta bước vào trong vương quốc của thiên đàng là vương quốc của sự sống. Chúa Giê-xu sẽ làm cho chúng ta sống sung mãn. Amen. Không còn yếu đuối, không còn mệt mỏi, không còn đau ốm bệnh tật, không còn những cái gì của tội lỗi, của sự chết nữa. Ngài tẩy sạch chúng ta để chúng ta có thể sống và sống đời đời. Amen. Sau này nếu ai đó đi nhận Chúa Giê-xu đã chết rồi, chôn dưới mồ mả rồi, thì ngay mà tiếng kèn của Đức Chúa Trời reo lên, thổi lên, thì những người trong mồ mả sẽ sống lại. Amen. Amen. Đây là sự sống lại của tương lai. Amen. À, và chính chúng ta mong rằng chúng ta không chết cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta đang sống mà được biến hóa và cất lên trên đám mây để dự tiệc cưới chiên con. Amen. Amen.
Chúng ta thích là mình sống mãi cho đến khi Chúa Giêsu trở lại không? Hãy theo lời của Đức Chúa Trời. Hãy sống theo lời Đức Chúa Trời. Hãy sống theo tấm linh của Đức Chúa Trời. Và ai muốn chết sớm không? Không. Hãy sống để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Hãy sống và đầy sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta phải sống và đầy dạy sự sống của Đức Thánh Linh. Bởi vì nhiều người nói rằng là nhiều người tuy sống nhưng mà chết. Tuy sống nhưng mà chết. Bởi vì sao? Sống thì sống trong thân xác đó nhưng mà chết. Bởi vì tâm linh chết rồi, thân thể hai chết nó đầy dạy sự chết tội lỗi trong đó. Nhưng mà chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đã chết với Chúa Giêsu thì chúng ta cũng đồng sống lại với Chúa Giêsu. Chúng ta sống trong con người mới, trong con người thánh khiết, trong người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ thừa hưởng tất cả các sự tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta biết được là khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài sống đời đời, và Chúa Giêsu bắt đầu hà hơi trên các môn đồ và Ngài nói rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Một người nhận lãnh Đức Thánh Linh là nhận lãnh sự sống. Amen. Họ bắt đầu sống đời đời, họ được tái sanh thật sự, họ qua báp têm trong Đức Thánh Linh và họ có một đời sống đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh. Khi chúng ta đặt tay trên cái đao, cái đao được lành là chúng ta đầy dẫy sự sống của Thánh Linh, và sự sống đó khiến sự chết phải lui. Amen. Bệnh tật quả thứ đó là từ hai chết có hậu quả của sự chết, nhưng mà khi sự sống đến thì Ngài làm cho tất cả những sự chết nó biến đi và nó làm sống lại những chi thể trong thân thể hai chết của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngài nói rằng là Ngài đã sống lại và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khi Chúa Giêsu chưa sinh ra, Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và Ngài đã sống lại. Và Hebrew 2:14 nói rằng là Ngài có thịt và huyết như chúng ta. Nên khi Ngài chết, Ngài phá diệt cả công quyền của sự chết là quỷ vương. Amen. Và Ngài giải thoát những người sợ chết và làm nô lệ suốt đời. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chết, Ngài phá diệt cả công quyền của sự chết là quỷ vương. Bởi vì Chúa Giêsu chúng ta trên quyền của quỷ vương. Amen. Ngài chết là chết cho tội lỗi con người, gánh thế cho con người. Nhưng mà Ngài chết đó thì Ngài phá diệt cả công quyền của sự chết và quỷ vương. Ngài cầm có chìa khóa của sự chết và âm phủ. Như vậy thì Satan đã mất quyền. Amen. Quỷ vương đã mất tất cả mọi quyền rồi. Nó là kẻ cầm quyền của vương quốc sự chết. Bạn bè không ạ? Nhưng bây giờ nó không còn cái chìa khóa đó nữa. Nó không còn cái quyền của sự chết và âm phủ đó nữa. Nó không có thể đưa con người xuống âm phủ được đâu. Nó không thể làm cho con người có thể chết. Bởi vì chìa khóa sự chết và âm phủ Chúa Giêsu đã cầm lấy rồi. Nhưng mà ai không biết thì Chúa nói là dân ta bị diệt vì thiếu hiểu biết. Amen. Trên pháp lý Giêsu đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Amen. Nhưng mà nếu ai không biết Chúa Giêsu đã cầm chìa khóa đó rồi và cứ ở mãi trong sự chết, ở mãi trong tội lỗi và không tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, thì người ấy vẫn ở dưới quyền của sự chết, là dưới quyền của quỷ vương. Đấy, Chúa nói là ai tin ta thì được sự sống đời đời. Amen. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu để ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen. Đây là một cái chương trình Chúa hoạch định khi con người phạm tội cho đến bây giờ. Và chẳng có ai thắng hơn quỷ vương. Suốt 4.000 năm từ Adam cho đến Chúa Giêsu, thì Adam sau cuối là Chúa cứu thế Giêsu đến, thì Ngài mới cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Amen.
Ngài lấy lại cái quyền từ Satan. Amen. Nên bây giờ tôi nói quý vị, Satan không còn quyền gì hết. Quỷ vương không còn quyền gì hết. Chỉ lừa dối thôi. Lừa những người không biết thôi. Còn những cơ đốc nhân cần phải hiểu biết. Cơ đốc nhân là những người của Chúa, là người của Đức Chúa Trời. Nhưng mà không hiểu biết thì cũng bị tiêu diệt như thường. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta hiểu biết. Vì Chúa Giêsu chúng ta đã đánh thắng quỷ vương. Chúa Giêsu chúng ta cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và chúng ta phải tuyên bố rằng quỷ vương đã mất hết mọi quyền. Amen. Chúa Giêsu bẻ xiềng xích. Bẻ tan mọi xiềng. Bẻ tan mọi xiềng. Bẻ tan mọi xiềng. Amen. Chúng ta nói với người bên cạnh rằng quỷ vương đã mất hết mọi quyền. Chúa Giêsu đã nắm lấy mọi quyền. Cả trên trời dưới đất. Và dưới đất luôn. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự. À, ngày hôm nay chúng ta thấy thập tự nhan nhản đúng không? Nhà thờ có thập tự rồi, bệnh viện có thập tự nè, Phật Ma Si có thập tự nè, phải không? Hội chữ thập đỏ nè. Tại sao chúng ta lấy cái thập để làm gì? Mà chữ thập đó tuyên bố rằng Giêsu đã chết trên thập tự. Và Giêsu đã chôn và Ngài đã sống lại, bẻ tan mọi quyền. Bẻ tan mọi xiềng. Amen. Satan đã thất bại rồi. Hãy tin nhận Chúa Giêsu là cứu chúa của mình. Amen. Hãy tin nhận Chúa Giêsu. Cả thế giới này đó là biểu tượng mà thông báo cho thế giới biết rằng Giêsu đã chiến thắng Satan rồi và Ngài đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ rồi. Amen. Amen. Như vậy chúng ta còn có sợ chết không? Có ai sợ chết không? Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Amen. Nhưng mà phải sợ tâm, ném cả linh hồn và thân xác vào trong địa ngục. Amen. Vào trong hồ lửa. Hãy sợ Chúa Giêsu của chúng ta. Hãy sợ Đức Chúa Trời của chúng ta. Bây giờ chúng ta không có sợ ma quỷ. Amen. Đừng có làm nô lệ cho ma quỷ nữa. Con người đã khổ đau suốt bao nhiêu ngàn năm rồi, sống trong tội lỗi, sống trong cái sự nô lệ của Satan. Nhiều lúc chúng ta muốn làm điều tốt, chúng ta không làm được. Điều xấu chúng ta không muốn làm, chúng ta lại làm. Vì tội ở trong tôi. Vì tội nó ở trong tôi. Amen. Nhưng mà bây giờ cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ ơn Chúa của Thế Giêsu. Amen. Chúng ta ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi xiềng xích của bệnh tật, ra khỏi cái ách của Satan, là cái ách nô lệ đã gắn trên con người chúng ta sống trong sự đau khổ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đời sống của con dân Đức Chúa Trời chúng ta phải làm gì? Để chúng ta thật sự hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Quý vị nhớ không? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Luật có thánh linh sự sống giải phóng tôi ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Amen. Amen. Roma rất là tuyệt vời. Roma đoạn 8, đoạn từ đoạn 6 cho đến đoạn 8 nó vô cùng tuyệt vời anh chị em ạ. Nên là lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta để chúng ta thoát khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Amen. Đó là theo luật của thánh linh sự sống. Amen. Theo thánh linh sự sống thì được sống, mà xác thịt dẫn đến sự chết. Galatia đoạn 5 câu 16 nói rằng là hãy bước theo thánh linh chứ hay là trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt chống với thánh linh chống với xác thịt, hai bên chống nhau dường ấy nên anh chị em không làm được những gì mình muốn. Amen. Tôi nói với ông Thánh Chúa này, sự sống và sự chết nó không có thể hòa hiệp với nhau được đâu. Amen. Xác thịt và thánh linh không thể hòa hiệp với nhau được. Amen. Một, xác thịt sống theo xác thịt. Hai là sống theo thánh linh, chứ đừng có dở dở. Phải không ạ? Chúa nói rằng là nóng thì nóng hẳn lên, ngửi ngửi hẳn đi, đừng có hầm hầm. Hầm hầm là nhả người ra luôn. Amen. Hầm hầm là nhả người ra. Đừng có sống cái kiểu đó. Chúng ta một là đứng về phía Chúa, hai là sống trong xác thịt để chết luôn, xuống hồ lửa luôn, chứ đừng có đứng giữa hầm hầm. Amen. Không có thứ ba đâu nha. Nên chúng ta cần phải hiểu được
hãy theo luật sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Anh chị em nó nhờ Thánh Linh mà sống, hãy bước theo Thánh Linh vậy. Sướng không anh chị em? Tôi thấy bước theo Thánh Linh sướng vô cùng. Không biết là nhiều người nghĩ sao, bước theo Thánh Linh nó đã vô cùng luôn. Tôi đi đâu có Thánh Linh đi cùng, Thánh Linh bảo vệ, Thánh Linh dẫn dắt, Thánh Linh chịu trách nhiệm hết. Phải vậy không? Đói thì Chúa sai người đãi. Amen. Chặt đi với Thánh Linh không lại đói không? Anh chị em đi với Thánh Linh, anh chị em còn lo ngày mai ăn gì, uống gì, mặc gì không? Chúa nói rằng là Eli vào khe Kirita sẽ dùng quả nuôi ngươi. Amen. Thánh Linh ở phải không? Amen. Thần của Đức Chúa Trời ở phải không? Và thần của Đức Chúa Trời lo liệu mọi sự. Nên chúng ta không lo về ngày mai ăn gì, uống gì, mặc gì. Bây giờ chúng ta lo ngày mai phải có tiền, phải xài, phải thế này thế kia, là chúng ta cứ từ Thánh Linh hướng dẫn chúng ta đấy, chứ không có đơn giản đâu. Cứ nghĩ rằng ô như vậy là tốt. Có nhiều người nói rằng là thôi việc mình làm mình phải lo làm đi, chứ còn là phiền Chúa quá, cái gì cũng là phiền Chúa, cái gì cũng nói với Chúa. Không phải đâu, đây là luôn có Thánh Linh sự sống. Mỗi ngày chúng ta phải bước theo Thánh Linh chứ không phải theo xác thịt được. Amen. Phải bước theo Thánh Linh. Sáng dậy con chào Thánh Linh buổi sáng. Amen. Thánh Linh ơi, con đi làm công ty đây, Ngài đi cùng con, Ngài cho con sự khôn ngoan, cho con có sự sáng tạo, để công việc của con ra hiệu quả tuyệt vời. Ngài mở đường cho con. Ngài là đấng mở đường đúng không? Đấng hay làm phép lạ đúng không? Ngài mở đường cho con. Yên tâm đi, Thánh Linh là đấng toàn năng, Thánh Linh là đấng toàn vi, Thánh Linh là đấng toàn đại, Thánh Linh là đấng rất khôn ngoan. Ngài gọi là thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan mà thất, thần hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Thánh Linh là vậy đó. Biết bao nhiêu điều trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Linh chúng ta được tự do. Chúa là Đức Thánh Linh, Thánh Linh ở đâu? Nơi ai có rự tự do. Amen. Vừa rồi tôi tới của Chúa một sư tinh thần hồng, không có chia sẻ cái sự khác biệt giữa người được sức giàu và người không được sức giàu, giữa người đầy dạy Đức Thánh Linh và người không đầy dạy Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Giữa một người thuộc linh thật sự với một người sống trong xác thì hoàn toàn khác nhau. Một David da hồng hồng, thiếu niên nhỏ con, nhưng mà thắng hơn Goliath, cao 2 mét, cao 3 mét, khoảng 3 mét. Một người nhỏ nhíu thắng hơn một Goliath. Bởi vì Goliath là người xác thịt, người Philistine. Amen. Nhưng mà David là người được sức giàu, giàu thì Thánh Linh ở người ấy. Amen. Và Thánh Linh sẽ hướng dẫn người đó, cho người ấy mạnh dạn, bạo dạn, can đảm và có thể giết được kẻ thù, bất cứ kẻ thù nào, dù là một Goliath hay dù là một tổng quân của Philippines. Amen. Phải không? Chúng ta thấy không ạ? Dù có đội quân đi nữa, chúng ta thấy cái thời kỳ của SCG đó mà mình thấy rằng là giết một cái việc này, gia đình của con như thế này, tiền bạc của con như thế này, công việc của con như thế này, bây giờ con phải làm gì, con phải làm gì. Và Thánh Linh có cách gì, phương cách mới để giải quyết những năng đề trong cuộc sống chúng ta. Bởi vì chúng ta còn sống chừng nào, hãy nhờ cậy Thánh Linh chừng nào. Hãy bền lòng, hãy bền đổ. Amen. Không phải là đặt tay lên rồi không được chữa lành đâu, thôi rồi chắc Chúa không chịu được, rồi chúng ta không còn đặt tay tiếp tục nữa. Ngày hôm nay đặt tay thì chưa được chữa lành, ngày mai đặt tay tiếp. Amen. Tiếp tục công bố ung thư nó cũng phải biến trước danh Chúa Giêsu. Bất cứ bệnh tật gì nó cũng phải biến mất đi trước danh Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài đã sống lại rồi. Và Đức Chúa Trời đem danh Ngài lên rất cao trên hết mọi dân. Amen. Và danh Chúa Giêsu rất quyền năng. Và danh Chúa Giêsu mà Phi-e-rơ ông nói là ta không có tiền, có bạc ta cho ngươi, nhưng mà điều ta có ta cho ngươi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ Nazareth, đứng dậy bước đi, thì người què từ thở sinh ra đứng dậy và
bước đi nhảy lên ca ngợi Đức Chúa Trời cùng với dân và phiên đời đi vào thành Jerusalem. Amen. Amen. Dân Chúa Giêsu rất quyền năng. Dân Chúa Giêsu vô cùng quyền năng. Không có dân nào đứng đầu trước dân Chúa Giêsu. Vì cái dân ung thư đó, cái dân HIV đó, mọi cái dân bệnh tật là sơ gan cổ trướng hay bất cứ cái dân nào đều phải hạ xuống biến đi trước dân Chúa Giêsu chúng ta. Vậy mà Chúa Giêsu sống lại có tuyệt vời. Amen. Ô, quá tuyệt vời đó mà. Để đem cho chúng ta có một cái chân đầy quyền năng. Danh của Ngài và lời của Ngài vĩ đại không mọi sự. Amen. Hãy dùng chân của Chúa bất cứ. Nhiều anh chị em nhiều lúc nó coi thường, thả trôi công việc, trong khi gia đình của mình có những người ốm đau bệnh tật, có những người bị ma quỷ áp chế chính đời sống của mình, mà mình lại không dùng danh Chúa Giêsu tiếp tục công bố, tiếp tục công bố cho đến chừng cái bệnh tật nó biến đi, cho đến chừng ma quỷ nó biến đi, cho đến chừng tất cả những năng đề dông bão gì đó nó biến hết đi, chúng ta mới được tự do hoàn toàn trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Tôi nói với anh chị em hãy bền đổ kiên trì, hãy tiếp tục bền đổ và kiên trì. Ở đây có những con người rất là bền đổ kiên trì, gọi là đức tin kiên trì, giống như người đàn bà trong Luca 18 đó. Người đàn bà trong Luca 18 thì nói rằng là ông quan đó không kính sợ Đức Chúa Trời và không bị nể một ai, nay không bao giờ có thể xét xử một cách công chính được, nhưng mà bà cứ nài xin ông xét xử công bình cho mình. Ông không có xét xử nhưng mà bà cứ tiếp tục đi tới. Ngày hôm nay không xét, ngày mai đi tiếp. Ngày mai đi tiếp không xét, ngày mốt đi tiếp. Và bà cứ đi tới đòi xét xử công bằng cho mình. Cuối cùng hôm qua đó, ông không xét xử công bằng được, nhưng mà vì lý do cái bà này tới gặp hoài ông quấy đầy ông qua không xét lại công bình cho nó cho rồi. Amen. Thì Chúa nói rằng là thì Đức Chúa Trời không thể nào mà có thể quên những con người ngày đêm kêu xin Ngài. Amen. Ngày đêm kêu xin Ngài, Ngài đã xét xử công minh cho họ. Amen. Hãy kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Ngài là đang xét xử. Nhiều lúc tòa án người ta xét xử không công minh, nhưng mà Chúa của chúng ta xét xử rất là công minh. Amen. Nhiều lúc họ không xét bởi vì họ nhận hối lộ đủ mọi thứ tiền, còn chúng ta hãy kêu cầu với Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài sẽ kéo những con người đó trong ban đêm, Ngài sẽ phán một lời là sợ. Ngay khi mà nghe tiếng phán của Chúa một lời đó là kinh khiếp sợ hãi, và chúng ta là xa vào tay Đức Chúa Trời là kinh khiếp. Amen. Xa vào tay Đức Chúa Trời là kinh khiếp. Nhiều con người họ không kính sợ Đức Chúa Trời, mà khi Chúa đến Chúa phán, chúng ta nhớ lại Abimelech lấy Sarah làm vợ là Chúa đến Chúa phán luôn, khiếp quá sợ quá kêu Abraham trả lại Abim. Amen. Vua Ai Cập cũng vậy, kêu Abraham trả lại Abim. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời phán với họ và họ kinh khiếp, họ rất là sợ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta có danh Chúa Giêsu, chúng ta là những người được tự do, chúng ta là những người được phục hồi lại, chúng ta là những người đã được ban cho y quyền lại rồi. Amen. Hãy sống và thực thi y quyền của mình. Amen. Khi cám dỗ nó đến, tội lỗi nó đến, trong danh Chúa Giêsu Christ mà đi ra khỏi ta. Mày là cái lười đó, đi ra khỏi ta. Amen. Bệnh tật nó đến, trong danh Chúa Giêsu Christ mày ra khỏi ta. Amen. Phải không? Bão tố nó đến, trong danh Chúa Giêsu Christ ta nói biển phải im, dốc phải lặng. Amen. Amen. Tất cả những cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là không phải từ Đức Chúa Trời đến từ Satan, hãy nói với nó mày biến đi, mày biến đi. Amen. Amen. Mày là cái lười thôi. Giêsu của ta đã thắng rồi. Amen. Amen. Giêsu của ta đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ rồi. Amen. Mày là cái lười dối mà thôi. Chờ một ngày cuối cùng tòa án trắng phán xét rồi mày sẽ ở trong hồ lửa đời đời. Amen. Bây giờ nó vẫn còn có, chưa có chung kết, nên nó vẫn đi cám dỗ, nó vẫn đi lừa dối, nó vẫn hành động trên những người không tin Chúa, và nó làm cho người ta mù lòng và không nghe đạo chân lý của Chúa. Nên cám ơn Chúa,
Chúa là đấng hằng sống. Amen. Chúa Giêsu đã chết. Amen. Và Ngài sống lại và sống đời đời. Amen. Ngài cầm chìa khóa của sự chết của ông phủ rồi. Amen. Và bây giờ Ngài ban cho chúng ta cái quyền làm con Đức Chúa Trời, và hãy thực thi cái quyền của con Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ thất bại khi Chúa Giêsu đã chiến thắng. Và Chúa đã nói rằng ta đã nộp hội thánh ta đi ra ngoài các cửa ống phủ, không thắng được hội đó. Amen. Amen. Có nghĩa là chúng ta sống theo thánh linh của Đức Chúa Trời thì cửa ống phủ nó không đón chúng ta đâu. Amen. 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 Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hãy chúc Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.